Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ mạng nghiệp, những gì là 10? Đó là đối với sư tăng, cha mẹ, sa môn, bà la môn, trụ nơi tránh đạo, hướng về tránh đạo, là nơi tôn trọng, phước điền, mà chẳng cung kính là mạng nghiệp hoặc có pháp sư đắc được pháp tối thắng trụ nơi đại thừa biết đạo xuất thế đắc được đà la ni diễn nói pháp khế kinh rộng lớn không có ngừng nghỉ mà đối với bậc ấy khởi tâm cao mạn và đối với pháp của vị ấy nói chẳng sinh tâm cung kính là mạn nghiệp ở trong chúng hội nghe nói diệu pháp chẳng chịu khen hay khiến người tin thọ là mạn nghiệp ưa khỏi nỗi lầm ngã mạn tự cao ngạo đấn người, chẳng thấy lỗi mình, chẳng biết mình giờ là mạng nghiệp, ưa khỏi lỗi lầm ngã mạn. thấy người có đức, đáng khen mà chẳng khen, thấy họ khen ngợi, chẳng sinh tâm hoan hỉ là mạng nghiệp. Thấy có Pháp Sư vì người thuyết Pháp, biết đúng Pháp, đúng luật là chân thật, là lời của Phật, vì hiểm người đó cũng hiểm Pháp của người đó nói tự khởi sự phỉ báng cũng khiến cho họ phỉ báng là mạn nghiệp tự cầu tòa cao tự xưng là pháp sư nên được cung cấp chẳng đáng phải làm việc thấy người già cả tu hành đã lâu chẳng đứng dậy nghinh tiếp chẳng chịu hầu hạ là mạn nghiệp thấy người có đức nhíu mày chẳng vui nói lời thô lỗ tìm lỗi lầm của họ là mạn nghiệp thấy có người thông minh trí huệ biết pháp chẳng chịu gần gũi cung kính cúng dường chẳng chịu thưa hỏi những gì là pháp lành những gì không nên làm những gì nên làm để mãi mãi đắc được đủ thứ lợi ích an lạc ngu si ngoan cố bị chìm trong ngã mạn thì chọn không thể thấy đạo suốt yếu là mạng nghiệp lại có chúng sinh, bị tâm ngã mạn che đậy nên chư Phật ra đời không được gần gũi cung kính cúng dường, việc thiện mới chẳng sinh khởi, việc thiện cũ tiêu diệt, chẳng nên nói mà nói, chẳng nên tranh mà tranh, vị lai sẽ đọa lạc vào hố sâu nguy nan, trong trăm ngàn kiếp không được gặp Phật, hạ huống là nghe Pháp. Nhưng do đã từng phát bồ đề tâm, cuối cùng tự tỉnh ngộ là mạng nghiệp đó là 10. Nếu các Bồ Tát địa mạng nghiệp này thì sẽ đắc được 10 thứ trí nghiệp. Những gì là 10? Đó là tin hiểu nghiệp báo chẳng hoại nhân quả là trí nghiệp, chẳng bỏ bồ đề tâm tưởng niệm chư Phật là trí nghiệp, gần thiện tri thức cung kính cúng dường, sinh tâm tôn trọng, chọn không nhàm mỏi giải đãi là trí nghiệp, thích pháp thích nghĩa, không có nhàm đủ xa lìa tà niệm, siêng tu chánh niệm là trí nghiệp, đối với tất cả chúng sinh lìa ngã mạn, đối với các Bồ Tát nghĩ tưởng như lai, ái trọng chánh pháp như tiếc thân mình, tôn kính phụng thờ như lai, như hộ mạng mình, đối với người tu hành nghĩ tưởng chư Phật là trí nghiệp.